Những ngày gần đây, nhà nông tại Nghệ An như gặp phải tròm sao chiếu mệnh, thường xuyên xảy ra vụ việc ruộng vườn bị kẻ xấu phá hoại tan nát. Vụ ruộng dưa hấu của cụ ông 70 tuổi bị bốn thanh niên trai trai phá nát tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu chưa kịp lắng xuống. Thì mới đây thêm một nữ nông dân xã Quỳnh Lưu bất lực ngồi khóc vì ruộng hành bị kẻ xấu bơm thuốc đến heo úa. Nhà nông làm vài tháng, có khi đến vài năm mới được thu hoạch quả ngọt. Ruộng vườn là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Thế nhưng những ngày gần đây, thường xuyên xảy ra trường hợp kẻ xấu phá hoại, bơm thuốc, đập nát thành quả lao động của người dân. Sau đoạn clip của ông khóc ngất bên ruộng dưa hấu bị phá hoại, thì mới đây, mà xã hội tiếp tục chia sẻ đoạn video một người phụ nữ khóc bất lực ngồi khóc bên ruộng hành láo vàng úa do bị kẻ gian bơm thuốc. Được biết đây là ruộng hành của chị Thắm Sơn ở Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhưng canh tác ở xóm Học Văn, Quỳnh Bảng do quá xót xa vì bao nhiêu công sức chăm sóc ruộng bấy lâu trở nên mất trắng, chị Thắm đã bật khóc và nói trong ấm ức. Cả 10 thức hành, buổi sáng còn tới tốt, nhưng đến chiều đã bị kẻ ác bơm thuốc cho vàng úa hết. Nhà em làm nông cả đời, không mâu thuẫn với ai, nhưng mà sao họ làm như ri, từng ni hành hơn 20 triệu, với người làm nông như nhà em thì đấy là cả một gia tài phía dưới bài đăng nhiều người để lại bình luận bày tỏ niềm xót thương với chị Thắm đồng thời thể hiện thái độ phẫn nộ cho rằng đây là một hành động thất đức mọi người đều mong cơ quan chức năng sớm đưa kẻ ác ra ánh sáng gian đe để bà con có thể yên tâm làm ăn hiện tại gia đình chị Thắm đã báo cho các cơ quan chức năng công an Quỳnh Bàng hiện đang điều tra để làm rõ sự việc.